Thưa quý vị, trong số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang gia tăng hiện nay, kênh QR code có tăng trưởng mạnh nhất, tiếp đến là thanh toán qua điện thoại di động. Tại Đà Nẵng, với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng tại các chợ truyền thống có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng di động. Qua đó hạn chế được việc trao đổi hàng hóa thông qua tiền mặt, phát sinh tiền lẻ hoặc nhầm lẫn khi mua hàng tại chợ. Dù vẫn còn là phương thức thanh toán xa lạ đối với những người dân thường đi chợ truyền thống, tuy nhiên, việc thanh toán qua tài khoản, qua ví điện tử đã tạo nhiều thuận lợi cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại đây. Rất là thích, hầu như là khách thích chuyển tiền hơn là đưa tiền mặt. Tại vì là khách đi chơi ít khi người ta cầm tiền mặt lắm, người ta bỏ tiền thẻ nó an toàn hơn. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2021 so với 2020, chỉ số tăng trưởng thanh toán không tiền mặt lần lượt đối với số lượng và giá trị như sau: kênh Internet 48,8% và 32,6%, điện thoại di động 76,2% tăng lên 87,5%, QR code lên đến 200%. Tỷ trọng rút tiền mặt qua ATM giảm từ 26% xuống 12%. Các ngân hàng mong muốn được phép thanh toán không xác thực với món nhỏ lẻ để đẩy mạnh thanh toán số hơn nữa. Đặc biệt trên địa bàn Đà Nẵng của chúng ta hiện nay thì có đến 98% các cái loại giao dịch thuế, nộp thuế của người dân, của doanh nghiệp thì đều qua hệ thống ngân hàng. Có gần 100% các cái dịch vụ điện nước thì được thanh toán qua ngân hàng, cũng như là gần 100% các cái trường học, bệnh viện đều thu phí, thu viện phí và học phí qua hệ thống ngân hàng. Thì tất cả những cái số liệu như vậy cũng minh chứng một điều là các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Đà Nẵng đã có những cái bước tiến rất là đáng kể. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NABAS cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành kết nối hạ tầng thanh toán tới 48 địa phương, 15 đơn vị là các bộ, cục, cơ quan cung cấp dịch vụ công để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho 5 nhóm dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, gồm nộp bảo hiểm xã hội, thuế bất động sản, nộp phạt vi phạm giao thông, tạm ứng án phí và thanh toán phí, lệ phí. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt do NABAS triển khai gồm thanh toán qua thẻ chip do các ngân hàng phát hành, thanh toán qua số tài khoản và mã Việt QR. Thế còn định hướng chúng tôi khi mà bàn bạc với các ngân hàng để đưa ra biểu phí thì mức phí này là chúng tôi đặt mục tiêu là đạt đảm bảo là dưới 1%. Tuy nhiên, bên cạnh việc giảm phí và giảm lãi suất thì các ngân hàng cũng cần đẩy mạnh chính sách quản trị rủi ro. Bởi lẽ nếu khách hàng cảm thấy chi tiêu không an toàn thì có khuyến mãi nhiều đến đâu, họ cũng sẽ không sử dụng dịch vụ. Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đặt mục tiêu 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50-80% một năm và giá trị giao dịch đạt 80-100% một năm, qua kênh Internet đạt 35-40% một năm.